À, em không phải là dân xử lý số liệu nên không thể xử lý trái tim anh thích em. Em không phải là dân chứng khoán nhưng mà gặp anh, tim em nó loạn nhịp như biểu đồ chứng khoán vậy đó. Được không? Dạ được chị. Được à, cái này lãng mạn à, được à. Rồi bạn ấy đã đồng ý chấp nhận. À, chào em trai. Dạ em chào chị. Nãy giờ đang chờ lâu vậy, cảm xúc trong người như thế nào? Dạ em cảm thấy buồn chồn. Buồn chồn, hồi hộp. Dạ. Chờ một chút xíu nữa, 30 giây nữa bạn gái của em sẽ xuất hiện nha. Dạ chị. Rồi mời em. Tiến đây là cái ghế, bạn phải ngồi vào ghế. Rồi khi mà hai bạn đã vào vị trí rồi thì hai bạn có quyền được mở mặt nạ ra. Rồi chào em gái, chào hai bạn. Đối phương của mình đang ngồi bên cạnh rồi ha. Tuy xa mà gần, tuy gần mà xa, chỉ có một cánh cửa trái tim thôi. Một lát nữa trái tim mình sẽ được mở ra. Nhưng trước tiên thì hai bạn hãy tự giới thiệu về nhau, nói lớn cho đối phương có thể nghe được nha. Mời em gái. Em chào chị, em chào mẹ. Em tên là Uyên. Em hiện đang làm nhân viên văn phòng. Em vị trí của em là phân tích số liệu á, ở ngân hàng Bạn Việt. Quê em thì ở Đồng Nai, hiện em đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em bao nhiêu tuổi? Dạ em 23 tuổi. 23 tuổi. Dạ. Rồi em trai giới thiệu đi. Dạ em chào chị. Mình chào bạn bên kia. Em tên là Kim Phú Dũng, năm nay em 29 tuổi. Em sinh ra Bà Rịa, lớn lên Sài Gòn, hiện giờ em đang làm việc ở Long Thành, Đồng Nai. Cái điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, em vui vẻ hòa đồng và em cũng biết hát chút chút. Rồi, muốn nghe hát không? Dạ có. Có. Rồi, xin mời bạn. Dạ em hát một đoạn này em tặng chị với bạn bên kia. Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi, vì có anh ở đây rồi. Tựa vào vai anh đi, anh sẽ thấy bình yên. Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trên thế gian này, bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo. Cảm nhận về giọng hát như thế nào? Dạ đó là ẩm cao hát hay. Ẩm siêu siêu rồi nha. Tôi thấy nét mặt này siêu siêu rồi nha. Từ từ bình tĩnh nha. Điểm yếu của em là gì? Dạ em thì thường cuối tuần á, em hay ngủ nướng, cũng hay mơ. Mơ gì? Mộng du gì? Mộng du là em nói chuyện một mình. Nói một chuyện một mình? Tại em nghe ba em kể. Ngồi dậy nói xong nằm xuống lại. Dạ đó hồi nhỏ, bây giờ thì em ở công ty riêng của mình thì em chưa biết. Có nghĩa là giờ phải có người ngủ chung thì mới biết được là bạn ấy có còn bị bệnh mộng du hay không. Tôi sợ là sợ. Mời bạn gái, thế em ưu điểm khuyết điểm gì? Em nói về nhược điểm của em trước nha chị. Em cũng giống bạn nam kia là cuối tuần hay ngủ nướng. Em cũng bị tính cầu thả chị. Dạ còn ưu điểm của em thì nấu ăn thì cũng tạm ổn, với lại biết quan tâm với người xung quanh. Thường xuyên nói chuyện với bạn bè, với lại quan tâm đến gia đình. Tốt. Tình trường? Em chưa có mối tình nào hết chị. Chưa có mối tình nào hết. Hồi đi học đồ tới bây giờ luôn, đi làm luôn, không để ý ai, không ai để ý mình. Dạ có, nhưng mà em mới đi làm rồi có một năm đấy em bắt đầu quan tâm đến việc bây giờ đi ra đường thấy ai cũng có bồ, có đôi, có cặp hay buồn mà mình ha, tủi thân ha, đau tim. Dạ. Hy vọng là hôm nay em sẽ đỡ, có thuốc trị bệnh đau tim cho em ha. Dạ cảm ơn chị. Rồi thế em trai, tình trường mình sao? Dạ em chạy qua hai mối tình. Dạ mối tình gần đây nhất là gần ba năm chị. Ba năm, quen ba năm mà chia tay, lý do? Dạ tại vì do cô ấy phản bội em. Giống như là cô ấy quen một người khác mà không nói rõ ràng với em. Đợi khi em bắt gặp. Em bắt gặp luôn? Em bắt gặp, xong rồi mới biết được điều đó. Có nghĩa là bắt gặp thì cổ mới là thú nhận, chứ còn dạ, trước đó là cổ giấu em. Dạ đúng rồi. Thôi, nói chung người ta đã không có còn chung thủy không bên mình nữa thì mình cũng không giữ với người đó làm gì. Dạ. Không có tiếc nuối làm gì ha. Dạ. Vậy thì hy vọng ngày hôm nay hai bạn sẽ có thể là một nửa của nhau. Nãy giờ chia sẻ nhiều rồi, đau đau đi coi hình coi. Mình có thể đoán được đối phương không? Rồi, mời em. Đau đưa hình cho ảnh đúng không? Rồi đoán đi em. Xin em hãy cho bạn trai ba gợi ý để bạn ấy có thể dễ dàng nhận ra mình. Khó khó một chút. Ba gợi ý. Ba gợi ý. Trong những tấm hình đó em là người trẻ nhất. Trẻ nhất. Em hay đứng ở bên ngoài. Hay đứng ở ngoài, nói vậy ta đoán trúng rồi sao? Hay đứng thôi, hay đứng hay... hai tấm mà chị. À rồi, hay đứng rồi. Dạ. Cái gì nữa? Nói chung là tấm nào cười cũng tươi hết á. Cười tươi. Rồi em cho cô ấy gợi ý để tìm em nè. Em cao ráo. Cao ráo. Cao ráo. Dạ anh mặc lịch sự. Anh mặc lịch sự. Anh mặc lịch sự. Mỉm cười chị. Mỉm cười. Chết rồi. Trong tấm này anh nào cũng mặc lịch sự hết. Đó ráng đoán đi cưng. Vậy mới gọi là thần giao cách cảm. Em đoán được rồi chị. Đâu? Dạ em nghĩ là bên này. Đây là một. Đâu để tôi coi.
Hay quá, cầm đi em, một chút xíu mở cửa ra là em biết liền đúng hay không. Còn em? Chắc là anh này. Đâu, để coi biết. Anh nào? Anh đây. Này. Dạ. Rồi, bây giờ đoán xong rồi ha. Giữ kết quả đó đi, một lát mở cửa ra coi mình bị phạt hay là mình được thưởng nha. Mẫu người lý tưởng của em là gì? Mẫu người lý tưởng, em nói về ngoại hình trước nha chị. Ngoại hình thì cao hơn, cao khoảng 1m68 trở lên. Tại em cao 1m60 rồi, nhiều khi còn đi đu quốc nữa. Rồi, có đạo Thiên Chúa, tại vì em theo đạo Thiên Chúa. Em đạo gì? Em đạo Thiên Chúa. Quá tốt rồi, chúc mừng hai bạn. Tiếp. Về tuổi, em muốn một người lớn tuổi hơn em, tại vì em đối với người thân quen ấy thì hay nhõng nhẽo, nên em muốn một người trưởng thành. Thì lớn em hơn 6 tuổi được chưa? Quá được rồi. Rồi gì nữa? Về tính cách thì anh đấy đừng có gia, không gia trưởng, không cờ bạc với lại gái gú, còn rượu chè với lại hút thuốc thì có một điểm dừng. Ví dụ mình uống được 5 chai thì thôi, mình uống 3 chai thôi, mình biết đường về nhà. Rồi em. Đối với em thì con gái lý tưởng của em biết quan tâm chia sẻ, hiền lành và lễ phép với người lớn. Ngoại hình, về ngoại hình. Để ngoại hình thì cao tầm 1m55 trở lên thì chị. Rồi. Có điều gì em không thích ở người bạn gái? Dạ là càm ràm chị. Càm ràm nó nhiều á, lèm bèm á. Dạ, nói một câu thì em hiểu rồi, hoặc là về nhà nói với em á, cứ đứng trước đám đông mà cứ nói đi lại từ một từ nữa. Rồi. Với lại giả dối. Giả dối. Dạ, không chân thật đó chị. Nói giờ em tự cảm nhận là em nghĩ là em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm cái mong muốn của anh? Tại vì nhiều khi anh nói như vậy nhưng mà cảm xúc anh khi nhìn em nó lại khác nhau. Em tự nhận xét của em thôi, chắc cỡ khoảng được 60% thôi. Vậy được rồi, có càm ràm không? Dạ không. Với lại ví dụ mà mình có việc gì với nhau ấy thì mình về nhà mình nói, chứ không nên nói ngoài đường. Ok. Các bạn bây giờ nôn nóng lắm rồi, không có mất thời gian lâu nữa, tôi sẽ cho các bạn nhìn thấy nhau qua cánh cửa trái tim này. 1 2 3. Hãy nhìn xem phỏng đoán của mình đúng hay sai. Anh đây, anh có món quà tặng cho em. Dạ, anh cảm ơn anh. Anh có thể đeo nó cho em không? Dạ, tùy anh thôi ạ. Wow. Được nóng không? Nó hơi lỏng. Không sao, mình sẽ về mình bóp nó vào lại. Ê, em không có muốn quà tặng anh. Em tặng anh một quyển sách ạ. Cảm ơn. Dạ. Rồi, giờ mình thấy mình chọn đúng người không? Dạ. Em chọn đúng rồi ạ. Bên đây chọn đúng đó. Em chọn sai. Em chọn sai. Em bị xin phạt lỗi. Bây giờ phạt cổ gì? Nhéo lỗ mũi, nhéo lỗ tai, búng má. Dạ thôi vậy nhéo má. Nhéo má, rồi. Xin phép anh nha, nhéo nhẹ thôi à. Trời ơi, cái gì nhéo, có thấy nhéo đâu. Dạ nhéo rồi. Nhéo mạnh vô đàng hoàng. Dạ thôi, đâu. Nựng, nãy chưa có đụng luôn á. Dạ. Nựng lại. Dạ rồi, nhẹ, xin phép nha. Trời ơi, nhưng mà cứ bụi vô sợ ta đau rồi. Được rồi, ngồi xuống. Rồi bây giờ thì hai bạn sẽ có một ít phút trò chuyện với nhau về quan điểm tình yêu của mình. Dạ. Và bây giờ thì Cát Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức một món ăn trưa. Dạ. Trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời. Món ăn mà ngày hôm nay các bạn được thưởng thức đó là món cơm trộn tại Aori Ramen với lòng đỏ trứng có hàm lượng vitamin rất là cao, được kết hợp, được chế biến với là cơm nóng nè và một chút thịt nữa, đem lại một mùi vị rất đặc biệt không thể nào cưỡng lại nổi của món cơm trộn. Chị Tường nhìn là Tường còn thấy thèm và đói bụng nữa. Tường cũng đi tìm cơm trộn để ăn đây. Bây giờ hai bạn hãy trộn lên cho trứng nó hòa vào với cơm nha, trộn thật đều và thưởng thức món ăn này. Và nhớ đừng quên trò chuyện tâm sự với nhau nha. Yeah. Rồi, mời hai bạn. Anh sao mà đoán được em hay vậy? Tại vì em nói với anh á là em cười rất tươi, em nói là em đứng bên ngoài bìa, nên anh đoán chắc chắn hình này rồi. Em quan niệm về tình yêu như thế nào? Tình yêu đối với em thì phải chung thủy. Với lại khi mà mình ở cạnh người yêu mình á, mình không cảm thấy bị áp lực. Giống như kiểu là mình đang ở với một người thân của mình, muốn chia sẻ, có cảm xúc thì mình muốn chia sẻ, chứ mình không phải bị áp lực là ABCD, XYZ gì đó. Anh thì cũng vậy. Anh muốn được chân thật, cái gì mình nói rõ ra với nhau. Dạ, đúng rồi. Mình không giấu giếm gì hết. Dạ. Tính của em là có cái gì thì nói thẳng với nhau, đừng có giấu giếm. Với lại em làm một cái hành động gì đó anh không thích thì anh không nên nói ngoài đường. Đợi ra một chỗ nào mà chỉ có hai đứa thì nói thì ok hơn. Anh thích điều đó đó. Chính anh đã nói điều đó mà. Dạ. Em mời em không? Dạ vâng. Ủa anh làm cái gì ở Long Thành ạ? Anh làm bên bảo trì máy móc á. Anh làm việc rồi anh ở đấy luôn hả anh? Tại vì nhà anh thì Bà Rịa. Cuối tuần anh về anh thăm ba mẹ. Từ Long Thành chạy về đó chắc tầm 50 phút à. 50 phút hả? Thường ngày mình làm mệt thì mình ở đó cho khỏe. Dạ. Anh mời em nha. Dạ anh đi. Uhm,
tương lai anh có dự định anh lên Sài Gòn làm việc không anh? Trong tương lai thì anh suy nghĩ gì đó. Tại anh đang nghĩ là anh làm công ty Happy Vũ á. Công ty của chị gái của anh. Nên anh đang tập trung làm ở đó. Mình làm thì mình cố gắng mà đi lên từ từ. Chứ mình đâu có dậm chân tại chỗ. Dạ đúng rồi. Hình như anh nói anh ngon hả anh? Anh ngon thì đúng là ba mẹ và mọi người thì có nhiều người thưởng thức khác nhau. Thì nếu có dịp nào thì anh thử nấu cho em cảm nhận như thế nào. Tại anh chưa biết được khẩu vị của em mà. Dạ. Cơm ngon không? Cơm dạ ngon chị. Mùi vị của cái món cơm trộn này như thế nào? Dạ thơm. Thơm. Anh có vị là đậm đà, nó xuống cổ họng cảm thấy nó đậm đà. Béo, béo trứng, béo béo ha, ngon ha. Trò chuyện nãy giờ cũng thoải mái, vui vẻ ra ha. Bây giờ mình chơi một trò chơi nhỏ nhỏ. Thì Tường có một số những cái yêu cầu ha. Bây giờ các bạn sẽ bốc thăm, nếu mà ai bốc trúng cái nào thì mình sẽ thực hiện theo yêu cầu trong đó. Dám chơi không? Có lợi cho các bạn thôi hà, không có lợi gì cho Tường đâu. Mời bạn gái trước nè. Đọc lớn lên yêu cầu của mình. Bạn hãy thể hiện tình cảm với người đối diện bằng một hành động lãng mạn. Em suy nghĩ coi làm cái gì lãng mạn cho anh ấy nè. Em nói một câu nha chị. Nói một câu. Dạ. Mà anh ấy phải thấy lãng mạn mới được nha. Đồng ý không? Ủa dạ. Sẽ nói một câu lãng mạn gì đó với em. Nhìn thẳng vào mắt ảnh và nói sao cho nó lãng mạn. Em không phải là dân xử lý số liệu nên không thể xử lý trái tim anh thích em. Em không phải là dân chứng khoán nhưng mà gặp anh tim em nó loại nhịp như biểu đồ chứng khoán vậy đó. Hết rồi chị. Được không? Dạ được chị. Được à, cái này lãng mạn à, được à. Rồi bạn ấy đã đồng ý chấp nhận. Dạ. Mời em. Em lấy màu gặp đỏ. Gặp em là tim cổ loạn nhịp rồi đó. Bạn sẽ làm gì khi người yêu nhõng nhẽo và làm nũng với bạn? Cổ là một cô nàng hay nhõng nhẽo. Thì khi bạn người yêu mình nhõng nhẽo thì em sẽ làm gì? Em nói với cổ đi cho cổ yên tâm coi nè. Em nhõng nhẽo à? Thôi vậy đi theo anh. Anh dẫn em đến chỗ này vui lắm. Là đi đâu? Nếu như em đi xem phim, đi ra ngoài công viên. Rồi anh có nhiều trò, anh sẽ cho em thấy những điều vui vẻ hơn. Ủa nhưng mà anh với em ở xa nhau mà ta. Chỉ có cuối tuần gặp nhau thôi mà nhỏ. Đúng rồi. Ví dụ em giận thì trong, ví dụ nhõng nhẽo ở trong giữa tuần thì phải làm sao? Thì chắc chắn anh cũng phải cố gắng chạy lên đó thôi. Đó, tôi làm chứng. Nhưng mà đừng nhõng nhẽo hoài nha. Ta còn đi làm kiếm tiền nữa. Nhõng nhẽo hoài chết người ta luôn á. Không, lâu lâu thôi chị. Tùy thời điểm nó chứ không phải lúc nào cũng lâu lâu chị. Cái gió trở trời đúng yeah. không? Rồi được. Bây giờ hai bạn sẽ có một cơ hội nữa để nói cho đối phương nghe thật sự cảm xúc hiện tại của mình bây giờ như thế nào. Mình mong muốn điều gì? Mình giống như là tỏ tình hay là mình thể hiện cho cô ấy biết, cho chàng trai này biết để chúng ta quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Mời hai bạn. Chị em hát một câu thôi. Tôi em. Ngoài kia bao la thế giới, nhưng trong anh thế giới chính là em. Dạ. Mời em. Hy vọng tương lai có thể cùng anh đi trên con đường. Thì con đường đó là chỉ có hai chúng ta đúng không? Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Một ít thời gian thôi nhưng Tường nghĩ là cũng đủ để cho hai bạn cảm nhận về nhau. Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình. Nếu như chúng ta bấm nút là chúng ta chấp nhận, tìm hiểu nhau để tiến tới xa hơn ha. Không phải bấm nút này chỉ để làm bạn. Bấm nút này là trở thành người yêu của nhau. Thật là nghiêm túc. Nếu như chúng ta cảm thấy trái tim ta chưa rung động thì chúng ta không bấm. Đặt tay vào nút bấm và nhắm mắt lại. 1 2 3. Rất nhanh nhẹn và rất là cùng một nhịp. Hai nửa trái tim đã đỏ đèn lên rồi. Mời em qua đứng gần bạn gái của mình. Nắm tay nhau đi hai bạn. Cảm giác của bạn nữ bây giờ như thế nào? Tim đập loạn nhịp. Bạn trai? Dạ, rung động muốn ra ngoài. Chị Tường hy vọng là với cái nhịp cầu ngày hôm nay mà chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản ăn trưa đã dành tặng cho hai bạn, thì đó là một cái bước đệm rất là vững chắc để cho hai bạn tìm hiểu nhau. Hy vọng rằng một ngày nào đó đúng như điều mong muốn của em là hai bạn sẽ cùng đi trên một con đường. Chúc mừng hai bạn nha.
Bây giờ thì chị Tường sẽ thay mặt chương trình gửi tặng cho hai bạn để vé xem phim. Hai bạn có thể đến xem phim tại cụm rạp Citybox 212 Lý Chính Thắng với những bộ phim rất là hay. Ngoài ra các bạn còn được tặng một cái voucher giảm giá 30% khi đến ăn uống tại chuỗi nhà hàng Aori Ramen. Ở Aori Ramen là một cái không gian rất là lãng mạn để hai bạn có thể hẹn hò ăn uống với nhau, rồi có thể là nơi tụ tập bạn bè hoặc là dẫn gia đình mình đến để mà vui chơi ăn uống ở trong này. Rồi chúc mừng hai bạn. À, các Tường xin phép được tạm dừng chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò Phiên Bản Ăn Trưa tại đây. Và quý vị nhớ đón xem vào khung giờ rất là quen thuộc 10 giờ sáng thứ tư hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và mọi người ơi đừng có quên nhấn subscribe khi theo dõi nha quý vị nha. Cảm ơn và hẹn gặp.